Video hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái link cash mà mình học lõm được từ một spinner rất là nổi tiếng ngày xưa, có tên là Vidgood Game. Thì anh này là nổi tiếng từ cái hồi mình mới chơi, là khoảng 2011, 2013 gì đó, nhưng mà về sau thì ít hoạt động. Ông cũng có một cái video hướng dẫn nhưng mà ông không có hướng dẫn chi tiết, ông chỉ làm chậm thôi. Và ông là người nước ngoài cho nên là dù hướng dẫn chi tiết thì cũng không phải là anh em nào cũng giỏi tiếng Anh để mà hiểu được. Cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em hiểu rõ hơn. Tất nhiên là mình làm thì nó sẽ không có hoàn hảo như là các bản gốc, nhưng mà chủ yếu là mình muốn làm cho anh em một cái tư liệu để tham khảo, để mà dễ tập hơn, và chủ yếu là biết thêm được các trick, biết thêm được các cái cách mà liên kết cho nó đa dạng hơn. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với một cái kỹ thuật có tên là Tritisonic. Thì nếu làm ở cái dạng nguyên bản thì nó sẽ như này. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ thực hiện Tritisonic ở dưới ngón út lên, và chúng ta sẽ làm ở cái dạng gọi là palm down. Palm down là một cái thuật ngữ dùng để chỉ những cái kỹ thuật mà bình thường cái tay của chúng ta khi thực hiện thì chúng ta để ngang hoặc là để ngửa, nhưng bây giờ chúng ta sẽ để úp xuống thì gọi là palm down. Sau khi Tritisonic lên thì chúng ta sẽ lật ngang cái tay qua, đồng thời là chúng ta sẽ rút cái ngón giữa ra và đưa cái ngón trỏ vào. Sau đó các bạn lại úp cái bàn tay xuống. Các bạn quan sát kỹ cái đoạn này, bây giờ cái bút nó đang nằm ở phía dưới của ngón giữa. Mình sẽ vừa úp tay mà mình sẽ vừa đưa cái bút lên phía trên của ngón giữa, đồng thời là nhả cái ngón áp út ra và chuyển cái bút lên cái khe giữa ngón trỏ và ngón giữa như này. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật căn bản, đó chính là finger pass reverse, mà chúng ta sẽ không có làm nguyên một cái trick mà chúng ta chỉ làm một cái đoạn ngắn từ ở ngón trỏ đi xuống ngón giữa và áp út như này. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật có tên là middle round. Chúng ta sẽ bắt chéo cái ngón áp út với lại ngón giữa, cho cái cây bút nó có cái đà, nó vòng qua cái ngón giữa và chúng ta nhanh chóng thu cái ngón áp út về để mà đón lấy cây bút. Và chúng ta lại finger pass reverse lên. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái ngón trỏ và ngón giữa chúng ta đẩy cho cái cây bút nó vòng qua ngón cái như này. Mình sẽ làm chậm cái đoạn này lại cho bạn xem. Finger pass reverse xuống, middle round, finger pass reverse lên và đẩy cho nó qua ngón cái như này. Sau khi cây bút nó đã vòng qua ngón cái rồi thì chúng ta sẽ cho nó rơi vào cái khe giữa ngón giữa và ngón áp út. Kế đó là các bạn sẽ làm cho mình một cái động tác, đó là các bạn vừa úp tay xuống mà vừa finger pass xuống dưới út như này. Và các bạn để ý giúp mình là tới cái đoạn này thì cái phần bút ở cái phía cái lòng bàn tay của các bạn nó phải dài ra như này thì mới đúng. Còn mà nó ngược lại, tức là các bạn đã làm sai ở cái bước nào phía trước. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật, đó là pinky round palm down. Nhưng mà chúng ta không có làm nguyên một cái chiếc mà chúng ta chỉ lấy một nửa đầu thôi. Tức là chúng ta sẽ pinky round lên và chúng ta sẽ bắt nó liền. Tiếp theo chúng ta sẽ làm một cái động tác quật cổ tay như này. Các bạn làm theo mình vài lần cho nó quen. Chúng ta sẽ để cái bàn tay của chúng ta là úp ngửa liên tục. Đó như này, úp ngửa, úp ngửa, úp ngửa. Và chúng ta sẽ đưa cái bút từ ở ngón áp út và ngón giữa lên trên ngón giữa và ngón trỏ như này. Mình sẽ để cái tay ngang qua cho các bạn dễ nhìn. Cái đoạn đó nó sẽ đi lên như này. Đó. Và ghép với cái động tác quật tay thì nó sẽ được như này. Đó. Sau khi vừa đưa cái bút lên trên ngón trỏ thì chúng ta sẽ lật ngang cái tay qua liền và làm một cái kỹ thuật, đó là nail sonic lên trên ngón cái và ngón trỏ như này. Sau đó các bạn sẽ úp cái tay xuống liền và chúng ta làm một cái kỹ thuật. Cái này mình không biết phải gọi là whipper không, nhưng mình cung cấp tên để các bạn biết thêm trick các bạn tập. Đó, chúng ta sẽ úp cái tay xuống và làm cái động tác như này. Đó, chúng ta sẽ nắm cái đầu bút và cho nó đi từ ngoài đi vào trong cái lòng bàn tay như này. Các bạn thả lỏng ra thôi, các bạn lưu ý là mình thả lỏng ra. Đừng có nắm cái đầu bút nó chặt quá thì nó sẽ không có lăn được. Chúng ta sẽ cho nó lăn từ ngoài vào trong như này. Sau đó chúng ta sẽ làm một cái kỹ thuật, đó là thumb round palm down. Thì thumb round nó là một cái kỹ thuật căn bản mình đã hướng dẫn trên kênh mình rồi. Và chúng ta sẽ làm nó ở cái dạng là palm down, tức là cái dạng tay úp mà ban đầu clip mình có nhắc tới. Nhưng mà cái khó khăn trong cái linkage này, đó là chúng ta đang nắm ở cái phần đầu bút, chúng ta không có thực hiện nó ở cái điều kiện lý tưởng nhất. Chúng ta sẽ thumb round palm down lên cho nó tung lên và chúng ta sẽ bắt nó lại ở cái ngón trỏ như này. Sau khi chụp được cái bút rồi thì anh em sẽ làm cho mình một cái trick, đó là thumb round extended reverse. Thì chúng ta sẽ cho nó vòng qua ngón trỏ và ngón cái như này. Đó, vòng ngón trỏ và ngón cái. Bình thường khi làm cái trick này chúng ta sẽ chụp lại bằng cái ngón giữa và cái ngón trỏ. Nhưng mà bây giờ anh em sẽ điều chỉnh một xíu. Trong cái linkage này chúng ta sẽ bắt lại bằng cái ngón giữa và ngón áp út như này. Đó. Sau khi cái bút nó đã qua ngón giữa và ngón áp út rồi thì chúng ta sẽ ngửa cái bàn tay ra, chạc nhẹ lên một cái
đưa ngón trỏ vào, đồng thời là rút cái ngón giữa ra và đưa nó xuống dưới ngút như này. Đó, mình sẽ làm lại cho bạn xem. Chạc lên, đưa ngón trỏ vào, rút ngón giữa ra và chuyển nó xuống út. Và chúng ta sẽ mượn cái đà đó, chúng ta làm một cái kỹ thuật đó là pinky back, nhưng mà chúng ta sẽ làm ở cái dạng là palm up. Khi nãy mình nói là palm down là chúng ta để cái tay nó up xuống, thì bây giờ nó là palm up. Palm up là lật ngửa cái tay lên. Thì chúng ta sẽ pinky back qua như này. Đó, pinky back qua và chụp lại. Mình sẽ nhắc lại toàn bộ cái linkage cho anh em dễ hình dung. Đầu tiên là chúng ta up tay và cầm nó dưới ngút như này, làm một cái kỹ thuật đó là traditional palm down. Và chúng ta lật ngang cái tay qua, sau đó là đưa ngón trỏ vào, nhả ngón giữa ra và úp cái tay xuống. Đồng thời là chúng ta sẽ chuyển cái bút từ phía dưới của ngón giữa lên phía trên của ngón giữa và dùng ngón giữa kẹp cái bút lại như này. Và lại lật ngang cái tay qua, finger pass reverse xuống dưới ngón giữa và ngón áp út như này, middle around qua, sau đó lại finger pass reverse lên trên và đẩy cho nó qua ngón cái luôn, cho nó rơi ngược trở lại ngón giữa và ngón út như này, úp cái tay xuống, chuyển nó xuống út và pinky around. Nhưng mà chúng ta chỉ làm một nửa và chụp nó lại ở áp út và ngón giữa, quật tay một cái, đưa nó lên ngón giữa và ngón trỏ, nail sonic lên ngón trỏ và ngón cái và lại úp tay xuống, đồng thời là whipper cho nó đi từ ngoài vào trong lòng bàn tay như này, và thumb round palm down lên, chụp nó lại bằng ngón trỏ, thumb round extended reverse qua ngón cái, chụp nó lại ở ngón giữa và ngón áp út như này, sau đó là chẹt nhẹ lên một cái, đưa ngón trỏ vào, nhả ngón giữa ra và chuyển nó xuống út, và làm kỹ thuật là pinky back around qua ngón út như này, chụp lại, kết thúc cái linkage. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cái linkage của Fitgood Game. Thì cái này mình học cũng chỉ từ cái video tôi chậm thôi, cho nên là đôi khi nó sẽ có những cái thiếu sót do mình nhìn không kỹ chẳng hạn. Thì anh em nào phát hiện ra thì để lại comment bên dưới cho mình biết. Chủ yếu là mình làm video này để mà anh em có thêm cái tư liệu để biết thêm được linkage của những người nổi tiếng trên thế giới, và biết được những cái chuyển động tay trong một cái linkage nó hơi phức tạp một xíu là nó như nào, nó biết thêm nhiều trick. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay và bổ ích thì cho mình một cái like và share clip này với bạn bè của các bạn. Và nếu chưa subscribe kênh thì bấm vào nút subscribe và bấm vào nút chuông để có thể nhận được thông báo từ những cái video mới nhất mà mình đăng lên trong tương lai. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.